Nhiều gia đình thì sau khi mà muốn thay ban thờ mới ấy, thì thường mang ban thờ cũ vứt xuống sông hoặc là bỏ đi như kiểu là rác thải. Thì điều này không những là ảnh hưởng đến môi trường mà còn thể hiện với cái quan niệm là năm mới thì cái gì cũng phải mới, nên là cuối năm là thời điểm mà rất là nhiều gia đình lau dọn này, sửa sang hoặc là thay mới bàn thờ và đồ thờ cúng. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết rằng cái việc mà bao sái này, xử lý bàn thờ hay là xử lý những đồ thờ cũ và bày biện cái bàn thờ mới cũng như là những cái nguyên sẽ có những cái nguyên tắc riêng. Và nếu mà làm trái sẽ ảnh hưởng rất là xấu tới vận khí của gia đình. Thì trong cái livestream này tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái kiến thức như vậy. Thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream này để mà chúng ta, những cái người thân của chúng ta biết, để mà tránh phạm vào những cái đại kỵ này. Và tất cả những cái kiến thức mà tôi chia sẻ ở trong livestream này, tôi đã hỏi lại rất là kỹ những người thầy của tôi ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nên là đây là những cái kiến thức đã được kiểm chứng chứ không phải là những kiến thức tôi cóp nhặt sách vở ở ngoài kia. Các bạn chú ý cái phần này và chúng ta không cần phải tranh cãi nữa. Đương nhiên là những cái bậc chân tu, những bậc chân sư thì họ chia sẻ với chúng ta những kiến thức là rất đáng giá rồi. Đầu tiên là về bàn thờ. Nhiều gia đình thì sau khi mà muốn thay ban thờ mới ấy, thì thường mang ban thờ cũ vứt xuống sông hoặc là bỏ đi như kiểu là rác thải. Thì điều này không những là ảnh hưởng đến môi trường mà còn thể hiện cái sự bất kính với cả thần linh, tổ tiên và không tránh khỏi bị của trách. Một trong những cái việc mà các bạn thay ban thờ mới hay là vứt những đồ thờ cũ ấy, chúng ở trong phong thủy gọi là hạ giải ban thờ, thì một cái quy trình và hạ giải nó không phải là một cái hành động cầm vứt đi mà nó phải là cả một quy trình. Và quy trình đó ấy, nó sẽ là trước khi mà bỏ đi ban thờ cũ thì cần phải dâng một cái lễ, dâng một lễ gồm là dễ lễ này gọi là lễ tạ hay còn gọi là lễ hạ giải. Thì sẽ gồm hoa quả này, đèn nhang ở cái nơi bàn thờ cũ, rồi sau đó chúng ta thành tâm là xin, là khấn, là di chuyển các vị thần linh và gia tiên từ nơi từ một ngôi nhà cũ sang ngôi nhà mới. Chúng ta dùng cái từ ngôi nhà cũng được. Khi mà chúng ta thay ban thờ mới có nghĩa là chúng ta thay nhà mới cho các cụ rồi, chứ không phải là chúng ta di chuyển sang nhà mới, chúng ta mới khấn là thay nhà nhé. Sau đó thì chúng ta rút chân hương từ bát hương cũ đem sang bát hương mới và cái cây đèn cầy từ đèn cũ sang đèn mới. Cái việc mà rút chân hương này thì chúng ta sẽ chỉ có rút một vài chân hương thôi chứ không phải cầm cả cụm nhấc lên đâu các bạn nhé. Rồi thì từ xưa đến nay quan niệm rằng là mọi thứ sinh ra từ cát bụi thì sẽ trở về với cát bụi, nên là bàn thờ cũng vậy. Bàn thờ thì làm từ gỗ, tức là ngũ hành ấy, thì nó thuộc mộc. Để mà cái bàn thờ trở về với cát bụi, có nghĩa là cát bụi là ngũ hành là thổ, thì chúng ta sẽ dùng hỏa để mà đốt thành tro. Thì đối với bàn thờ xây bằng gạch đá thì có thể là phá đi, phế liệu thì để nên được đổ ra nơi thanh tịnh hoặc là tốt nhất là các bạn đổ xuống sông, xuống cái bờ sông gần bờ kè. Thì với một số gia đình ở trong thành phố ấy, diện tích nhỏ hẹp thì nên trẻ bàn thờ cũ ra thành nhiều mảnh rồi sau đó mới đốt ở trong cái lò đốt hóa vàng thì sẽ tốt hơn và sau đó là những cái tro đó chúng ta có thể rải quanh vườn cũng được, có thể rải quanh chính cái vườn của chúng ta hoặc là chúng ta mang tới chúng ta đổ ở dưới sông. Một số người hay thắc mắc hỏi tôi rằng tại sao người ta lại rất thích vứt đồ vật xuống sông, thì tôi cũng trả lời các bạn rằng tại vì ở dưới sông có Hà Bá. Trong đạo giáo thì quan niệm rằng đạo giáo và đạo nho ấy, thì quan niệm rằng là khi mà chúng ta hết duyên với một cái đồ vật nào đó thì chúng ta cứ gửi cho Hà Bá và Hà Bá sẽ nhận phần duyên còn lại cho chúng ta. Nên là khi mà chúng ta không muốn dùng một đồ vật gì nữa, chúng ta có thể là làm cái biện pháp, chúng ta có thể làm cái biện pháp là cho tất cả những đồ vật đó vào trong một cái hộp và ở ngoài hộp chúng ta cuốn vải đỏ và sau đó là đưa xuống sông và những công việc còn lại
cái duyên nó tới đâu thì Hà Bá sẽ lo cho chúng ta. Đó là cái phương pháp mà để mà chúng ta hạ giải cái ban thờ. Và tiếp tới là một cái đồ vật rất quan trọng, đó là bát hương. Đại diện của ban thờ là bát hương. Thậm chí có những nhà thì ban thờ chẳng có cái gì, chỉ có mỗi cái bát hương. Vì thế nên là khi mà thay mới cái ban thờ thì phải xử lý cái bát hương đầu tiên. Đầu tiên là chúng ta phải xử lý bát hương, rồi sau đó mới là tới các cái đồ vật khác. Thì vẫn theo tuân thủ theo cái nguyên tắc là mọi thứ sinh ra từ cát bụi thì sẽ trở về với cát bụi. Nên là bát hương thì làm bằng gốm, sứ, tức là ngũ hành ấy, thì cũng vẫn là thuộc thổ. Thì có thể là chúng ta đập nhỏ rồi sau đó là mang ra vườn chôn. Sau đó chúng ta mang ra vườn chôn. Vậy thì nhưng mà chúng ta tuyệt đối là không vứt những cái mảnh nhỏ của bát hương bừa bãi nhé. Và chúng ta phải cho vào trong một cái hộp hoặc là một cái túi. Rồi sau đấy là chúng ta hãy chôn nó. Để mà thay được cái bát hương mới thì gia chủ nên là rút vài chân nhang cũ rồi cắm sang bát hương mới, sau đó mới sửa soạn lễ vật và cúng bái các bạn nhé. Trường hợp mà các bạn hạ giải toàn bộ cái bát hương thì chúng ta nhớ là phải rút hết chân nhang trước, rồi sau đó mới là bỏ cái bát hương đi. Tránh cái trường hợp là bê nguyên cả một cái bát hương có đầy đủ tất cả chân nhang chưa rút, bỏ đi, ném đi thì như vậy sẽ rất là không tốt. Rồi bây giờ chúng ta tới các cái đồ thờ khác. Thì đối với cả những cái đồ vật bằng gốm, sứ thì thực hiện tương tự như tất cả những cái đồ vật kia thôi. Ví dụ như là những đồ thờ cúng gốm sứ thì tôi đang nói đến ban thờ gia tiên nên là nó sẽ không có tượng của ngài thần tài hay là thổ công thổ địa. Còn nếu như mà ban thờ của các bạn mà muốn hạ giải cái ban thờ thổ công thổ địa thì các bạn phải hạ giải bát hương, ngoài ra kèm theo là cả những cái tôn tượng đó nữa, tôn tượng thổ công thần tài nữa. Thì tôn tượng thổ công thần tài này khi mà chúng ta hạ giải thì nhớ là đã là tượng ấy thì đừng có đập. Nhớ là tượng thì không được đập bỏ. Tượng thì không được đập bỏ mà hãy làm theo cách của tôi. Cho vào một cái hộp rồi sau đó các bạn quấn cái vải đỏ vào và gửi lại cho Hà Bá bằng cách là thả xuống sông. Gửi vào cho Hà Bá. Hà Bá cũng là một cách gọi của Long Thần đấy. Thủy Thần đấy. Thủy Thần, Long Thần ấy đều là tên gọi và Hà Bá là cùng một tên gọi. Thì khi mà thay bàn thờ mới thì chúng ta nên là chú ý chọn ngày, chọn giờ phù hợp với cả tuổi gia chủ. Thì đây là một cái điều chắc chắn là phải để tâm tới rồi. Việc chọn ngày giờ tốt của ban thờ. Thực ra trong cái lúc mà chúng ta, trong cái công việc mà chọn ngày giờ dành cho cái việc mà hạ giải ban thờ ấy, thì không nhất thiết chúng ta phải là chọn ngày giờ đẹp, mà chúng ta có thể là chọn cái ngày giờ mà tuế phá hoặc là thái tuế, tuế phá hoặc là cái trực phá. Trong thập nhị trực thì là chọn trực phá, còn trong cái điểm thần sát ấy, thì chúng ta sẽ chọn là cái ngày có tuế phá để mà chúng ta hạ giải những cái ban thờ